những cách giảm cân cực đoan nên tránh xa. Nhịn ăn, có rất nhiều người vẫn nghĩ nhịn ăn sẽ là biện pháp giảm cân hiệu quả nhất và bất chấp những hệ quả mà nó mang lại. Mỗi ngày nhịn một bữa, thậm chí cả ngày chẳng cần ăn bữa nào, cân nặng của bạn chắc chắn sẽ không thể tăng. Tuy kết quả là những con số có thể nhìn thấy ngay trên bàn cân, nhưng những hậu quả của việc nhịn ăn thì thật khó lường. Không chỉ làm bạn mệt mỏi uể oải vì thiếu năng lượng, việc nhịn ăn sẽ ảnh hưởng xấu đến dạ dày nói riêng và hệ tiêu hóa nói chung. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều những sản phẩm trà, thuốc được quảng cáo là giúp giảm cân, với những thành phần hoàn toàn tự nhiên không có tác dụng phụ, khiến nhiều người tin tưởng và mua sử dụng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại với những lời quảng cáo. Các nàng hãy tìm hiểu thật kỹ về sản phẩm giảm cân mình sắp sử dụng, hoặc hãy hỏi ý kiến của bác sĩ về sản phẩm này. Chỉ ăn một loại thực phẩm nhất định, ăn thịt, cá để nạp thật nhiều protein, các hoàn toàn tinh bột. Không thể phủ nhận hiệu quả của những kiểu ăn kiêng trên, nhưng một khi cơ thể chỉ có một loại hoặc một nhóm thực phẩm sẽ dễ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, dư thừa chất này trong khi lại thiếu trầm trọng chất kia. Công thức tẩy da chết tại nhà cực kỳ hiệu quả. Cà phê, hãy sử dụng nửa cốc bã cà phê, 2 muỗng nước ấm, 1 muỗng dầu dừa được làm ấm. Sau khi trộn đều các nguyên liệu, chúng ta sẽ có được một hỗn hợp với độ sánh như ý muốn. Trước hết hãy tắm sạch cơ thể với nước ấm. Nước ấm sẽ giúp lỗ chân lông giãn nở, giúp cho quá trình tẩy da chết hiệu quả hơn. Sau đó hãy lấy hỗn hợp cà phê massage nhẹ nhàng lên da, tránh vùng mặt. Sau 15 phút hãy tắm lại nước ấm và nhớ sử dụng kem dưỡng ẩm cho da chúng ta mịn màng hơn. Đường nâu, hãy chuẩn bị nửa cốc đường nâu xay nhỏ, 2 muỗng canh sữa tươi không đường. Trộn đều các nguyên liệu lên, bạn sẽ có được một hỗn hợp sánh đặc vừa phải. Sau khi tắm với nước ấm, hãy massage hỗn hợp lên da theo hình tròn một cách nhẹ nhàng. Sau 15 phút hãy tắm sạch lại nước ấm, muối biển, chuẩn bị nửa chén muối biển, nửa chén dầu dừa hoặc dầu nho và 2 giọt tinh dầu tạo mùi hương. Cũng như hai công thức trên, chúng ta sẽ nhận được một hỗn hợp dạng sệt. Massage nhẹ nhàng lên da 15 phút rồi tắm lại nước ấm. Hôm nay Tony sẽ hướng dẫn cho các bạn một món ăn vừa lạ mà vừa quen. Các bạn đã khá quen thuộc với lại món bánh xèo hàng ngày không ạ? Và hôm nay mình sẽ biến tấu một xíu món bánh xèo hàng ngày của chúng ta bằng một món bánh xèo lạ hơn, đó là bánh xèo âm phủ. Nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm thịt nạc dăm, nem chua, chả lụa, bột gạo, tôm, rau mầm, dưa leo, cà rốt và rau ăn kèm gồm xà lách và các loại rau thơm. Kế bên đó là những gia vị chúng ta sử dụng, đó là bột ngũ vị hương nè, bột nghệ. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm món ăn này nhé. Chúng ta sẽ ướp thịt với bột ngũ vị hương. Chúng ta sẽ dùng thịt nạc dăm các vị. Bởi vì trong nạc dăm thì nó sẽ có nạc và mỡ xen lẫn nhau. Thì khi các bạn xài những cái phần nạc dăm như thế này thì cái phần thịt chúng ta sau khi làm ra nó sẽ mềm hơn bình thường. Và nó sẽ không có bị ngấy hoặc là bị khô. Ta sẽ cho vào đây một ít ngũ vị hương, bột nghệ, tỏi băm, dầu màu điều và không thể thiếu là gia vị gồm có muối, hạt nêm, tiêu. Trong vòng khoảng từ 5 đến 10 phút thì phần thịt chúng ta sẽ thấm đều và chúng ta sẽ đem đi áp chảo phần thịt này. Dưa leo, cà rốt chúng ta sẽ cắt ra những phần sợi hoặc là những lát mỏng để chúng ta sẽ ngâm chua nó. Chúng ta sẽ bỏ ruột. Chúng ta sẽ sắc thật mỏng để cho phần dưa leo này nó dễ dàng, nó nhanh chua hơn. Tiếp theo đó là cà rốt, nó sẽ bỏ đầu. Thì cà rốt chúng ta sẽ rất là mỏng và sẽ đều và dễ dàng để mà nhanh chua hơn. Các bạn cứ vào xung quanh cà rốt như thế này. Sau khi chúng ta đã vào cà rốt và dưa leo vào chung một thau như thế này, chúng ta sẽ trộn đều lên và chúng ta thêm vào đây một ít muối. Và trộn đều lên các bạn. Chúng ta sẽ bóp cho phần dưa leo và cà rốt này ra nước. Sau khi dưa leo và cà rốt chúng ta đã ra nước và sầu xuống như thế này các bạn.
thì chúng ta sẽ đi xả nước lạnh, xả liên tục và vắt hết cho cái phần dưa leo và cà rốt của chúng ta thật khô ráo để bắt đầu ngâm chua. Một muỗng đường, chanh và trộn đều phần hỗn hợp này lên. Tiếp theo đó là nem chua. Sau đó chúng ta sẽ cắt cho cái phần này nó sẽ thành những cái đoạn dài và nhỏ. Chúng ta sẽ bỏ đi cái phần ớt. Tiếp theo là chả lụa. Chúng ta sẽ cho tôm trực tiếp vào đây và tắt lửa. Trong thời gian đó sẽ đảo đều liên tục. Chúng ta mở bếp và để lửa nhỏ thôi các bạn, để cho phần tôm sẽ khô lại từ từ. Khi tôm chúng ta vừa xe lại và khô, các bạn nhìn thấy như thế này, chúng ta sẽ cho vào đây một ít nước mắm. Không nên cho nhiều quá, để cho cái phần tôm của chúng ta nó bị mặn. Chúng ta sẽ cho một xíu, 1 đến 2 giọt dầu màu điều, để tạo độ màu. Sau khi tôm của chúng ta đã vàng và khô, chúng ta sẽ cho ra chén. Chúng ta sẽ cho vào chảo một xíu dầu, tráng đều chảo. Và cho phần thịt này vào. Các bạn nên nhớ khi cho vào thì các bạn sẽ hạ lửa ngay lập tức. Chúng ta sẽ cho vào đây một ít nước lọc. Sau khi phần thịt chúng ta chín, chúng ta sẽ gấp phần thịt ra để cắt. Chúng ta sẽ cắt thành từng sợi nhỏ, giống như là nem chua và chả lụa. Các bạn thấy phần thịt đã vừa chín tới, rất là đẹp, miếng nhỏ như thế này. Và bây giờ sẽ đến phần pha bột để đổ bánh xèo. Chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 250g bột gạo. Tiếp theo đó là khoảng 1 muỗng cà phê bột nghệ, nước lọc. Chúng ta sẽ cho từng vá vào để canh cái độ sệt các bạn. Chúng ta cho trước vào đây 3 vá, khuấy đều lên. Chúng ta sẽ cho vào đây một ít dầu, tráng đều chảo. Các bạn nhớ là không nên để cho chảo nóng quá thì bánh xèo của chúng ta nó sẽ rất là nhanh cháy. Nhưng mà khi nguội quá thì bột của chúng ta nó sẽ không có, sẽ làm cái bánh của chúng ta nó không có được mỏng các bạn.
Vậy là chúng ta đã kết thúc xong cái bánh xèo của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần làm nước chấm cho phần bánh xèo này. Chúng ta sẽ cho vào chén 2 muỗng đường. Tiếp theo đó là 2 muỗng nước mắm. Sau khi chúng ta khuấy tan đường, mắm chúng ta sẽ có độ sánh như thế này và màu vàng rất là đẹp mắt. Chúng ta sẽ cho tiếp vào đây tỏi để băm, ớt băm và khuấy đều. Và chúng ta đã hoàn thành xong chiếc bánh xèo của chúng ta. Và các bạn chắc hẳn sẽ rất là thắc mắc tại sao mình đặt tên rằng là bánh xèo âm phủ, đúng không ạ? Thì món bánh xèo âm phủ này, phần nhân của nó hoàn toàn rất là quen thuộc, đó là từ xuất phát từ món cơm âm phủ của Huế. Và chúng ta chỉ biến tấu một xíu thôi, đó là thay phần cơm bằng phần vỏ bánh xèo. Thì khi mà chúng ta bỏ bánh xèo xuống dưới và tất cả nhân ở lên trên như thế này, các bạn sẽ thấy được hết tất cả mọi thứ. Và chiếc bánh xèo này thực sự giá thành rất là rẻ các bạn. Các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng từ 100 đến 150 nghìn thì cả gia đình chúng ta từ 3 đến 4 người có thể ăn rất là no. Thay vì đó chúng ta phải ra ngoài tiệm và ăn với một giá thành rất là cao. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.